Đấy, xe bị cháy này. Chết tôi không. Juli, vai ajudar, Mati. Vai ter caro. Agora, Mati, aqui como? Vai saber. Boa defesa. Boa. Aqui. Espera, espera, espera. Aqui, aqui. Vai, vai estragar. Você azuma? É. Ok? Yeah. Azuma bem. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Chẳng nhẽ là clip ngày hôm nay thì Khánh cũng không lên đâu. Nhưng trong tình thế là hơi khó khăn quá. Khó khăn quá thì là Khánh cũng muốn lên một cái clip này để quý vị khán giả có thể hiểu cho ý Khánh là khả năng lớn là Khánh sẽ tạm thời là dừng không đến được bản trong vòng vài hôm, cũng có thể là 5 hôm, cũng có thể là 7 hôm, và cũng có thể là không có video để phát về cuộc sống hàng ngày và các công việc hàng ngày của bà con đang làm. Bởi vì xe của ý Khánh là hôm trước là chạy trên đường ấy, là đang chạy là không biết sao là nó bị cháy, chắc nó chập điện nên nó bị cháy, thế là cháy xe. Thế là may là Khánh có cái bình cứu hỏa đây. Đầu tiên là chú cháu anh em là đi vơ cát nấp không được, mãi mới mở được cái bình cứu hỏa. Thế là may nó bị kẹt, thế là may xịt được, thế là cứu được cái xe, không thì là cái xe thành than rồi. Thì là hôm nay là Khánh cũng muốn là cuối buổi chiều như này là cũng qua để tâm sự với bà con, cũng nói chuyện với bà con là khả năng là trong vài ngày tới là Khánh sẽ không đến bản được đấy. Ngày hôm nay là cái bạn Julie này đấy, là Khánh nói khó khăn là xe cháy thì là bạn ấy mới hỗ trợ Khánh là buổi ngày hôm nay để mình thuê xe xuống bản đấy. Bởi vì cuộc sống ở tỉnh nó không như ở trên thủ đô Luân Đa. Ở trên thủ đô Luân Đa thì là có rất nhiều xe, có rất nhiều các loại xe để mình thuê. Mình có thể thuê các xe như kiểu Grab ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng ở tỉnh thì không phải thế. Ở tỉnh thì toàn những con xe kiểu như đời cổ này đấy. Nó chạy nó cứ nong còng cọc lên xong là có thể là bây giờ chạy tí giữa đường là hỏng lại ngủ ở đường luôn. Và lại phải thuê người kéo về đấy. Nên là ở tỉnh nó còn khó khăn nên là không có xe để mà thuê. Ở tỉnh có xe đẹp nhưng là xe của các chủ nhà người ta đi làm việc ở Luân Đa thôi. Còn đâu là các xe mà chạy taxi toàn các con kiểu như là Chevrolet đời Tống, đời Thanh thôi. Với cả con Giáp 4 này là cũng vài chục năm rồi. Nên là ngồi trên xe nó long còng cọc lên. Mà không biết nó hỏng lúc nào cơ. Nên là cái độ an toàn là không có. Nên là để mà thuê được con xe để mà xuống bản để gửi đến quý vị khán giả những cái clip hàng ngày, các công việc hàng ngày đấy, thực sự rất là khó khăn với Khánh. Thì là bây giờ là Khánh cũng qua để tâm sự với cả bà con một chút. Bây giờ là mọi người cũng đóng gạch, cũng nghỉ rồi. Mama, Baba. Martin Zeo Leo Boca đúng không? Dạ. Baba, bắt đầu với kia. Tiêu bắt đầu với kia. Phải làm với ông Jose. Khánh gọi các em ấy lại đây để mình nói chuyện với mọi người một chút, không thì mọi người lại hôm nay là Khánh xuống bản là Khánh cũng chưa nói gì đến chuyện là chỉ Khánh chỉ nói là hỏng xe thôi, cũng chưa nói là cháy xe. Thế xin cô, bye bye. Ôi dưới tôi được comedy đài đi. Ra vé mà tin vi cùng Juni Aluga Caro ấy nè. Caro ra với 4 rồi. Caro mà tin. Ôi giờ mà tin Falama 3 Tarago nè. Caro mà tin Brooklyn mui tu. Caro kema. Mà tin ta anda nè nổ với cái Martin tan da caminho cùng Neno. Caro fazer fogo, queimar. Agora, tarugo muito. Também sorte, Neno, bara. Ele fazer muito fumo atrás. Martin com Neno não sabe nada. So, Neno, bara, nada, frente, polícia. Vai ver. Quando abrir. Capo, frente. Queimou. Queimar. Tá, queimou.
Qué matudo. Ta mấy so là tí nó cái ma tu đủ ca rồi. Tô tu ca rồi. Cái ma tu đủ lanh si ma mô tô. Sì. Ao ra mà tên gà ta mùi chú đi nhè rồi. Nên tên á, mà mà. Mà tên bà đất xí ra dù mà tem bú. Vai ve coi giá, con bà aran giá ca rồi. Tem bú ago ra. Mùi tử trít tí. Việt Nam minh ta. Tu đủ trít tí. Tem bé tê đủ. Sì. Aqui, hoje, calo também, doente, vai ao hospital. Não é? Ante, tio, doente. Até Martim. Neno. Falta cano, hoje cano. Cano está doente, também não tem como, também fazer vídeo. Também até agora, caro. Caro está queimado. Afinal, caro, você está doente, está no hospital, está mesmo em casa, foi no hospital. Caro, ao hospital? Hospital, fazer só no complica. Ouvi só. Caro Martim também agora, também está oficina. Está abri, está aranja. Martim agora, difícil alugar caro vir aqui. Sim, muito difícil. Hoje Martim pede Juni ajuda. Ajuda vir aqui. Vai ver trabalho, com ajuda tudo trabalho, mamãe vai fazer. Agora Martim não sabe, amanhã. Martim, ô để bố mà nhá, Martim có xin ghi vai, ô nó vai. À thế nào còn Martim nó sai bị đi à, vì gì? Em thấy đấy mà. Nó sai bị đi à? Bữa kia Martim chả ma tu được ba ba ma vì gì? Martim đâu ta ký, ta mới tập vai nhú con ti lùa, tu được coi giấy qua lý mama, ta mới muốn ta phát ra. Bà te ado bố, bà đi bà ra ra. Tem bố Martim tao go, nó có xin ghi vi. Bater adobo. José, bravo, Marco doente, né? Você continua com o Chi? Não, continuo. Ok? Também Marco vai até, ficar bom. Sim. Até amanhã vai ficar com o Chi até de fiada. Ok? Tá bom. Tudo trabalho, tudo dia, babá, tio, liga. Ok? Sim. Liga, depois você sabe como dividir. Tá bom. Também dividir beso, rega. Sim. Ok? Martim, depois de sair de dinheiro, compra gasolina. Beso doente. Caro também doente. Não está bom mesmo, não está bom mesmo. Não está bom mesmo. Caro é que ajuda. Uma coisa, dá o que o caro está a vir. Agora vamos fazer como assim? Mas é mesmo assim, Deus disse tudo, tem tempo. É mesmo assim. Nós não podemos desconfiar. Se eu confiar, só vamos confiar próprio Deus. Sim. É só Ele. E você está nos ajudar. Não pode também acontecer essas coisas todas. E nós sempre vamos pedir a Deus que Deus vá libertar isso. Mas tem que mais caro, aranja caro, gastar muito dinheiro. Mão de obra, oficina, Vietnam está caro. Com matéria, caro, Martim. Que a sabor também, original, caro. Já está quase 2 milhões. 2 milhões. Quase 2 milhões de dólares. Esse dinheiro agora muito triste agora. Muito triste. Também temos agora a chuva, está vindo. Martim pensa muito. Mà tin bên xa bố để alo gà cao đồ ví ta mới đi phi xin ôi giờ vai ca giá mà tin có phát xa con du lì anh tên đấy cô mù anh ấy dù đã lấy vào ký ông cô mù bố được cái cao đồ du lì ta mới ta đã go xem rồi nó đi qua là cao đồ mà tin bố để ví vai ví vai cao đồ du lì bố để đồ mi camino bố để xây agora vai un km mới đồ mi Vai ficar bom mesmo. Ele é porque costuma já nos ajuntar. Sempre também o Deus está com ele. Que o carro dele vai ficar mesmo bonito e não vai encontrar problema nenhum. E mesmo se pelo menos amanhã não conseguir de vir ou depois, mas num outro dia já vão conseguir de vir. Também vamos rezar que este carro ainda não vai estragar. É para ainda
entrar no lugar daquele carro que estava no momento que estava a fazer aquele carro. E também vamos orando mais bem, dar a saúde no tio com os melhores pensamentos para conseguir de suportar aquele carro. Aquele carro. Porque aquele carro é o nosso banco. Aquele é o nosso banco. Nós aqui pedimos gasolina, o carro estava a trazer. Partamos uma coisa, o carro já estava a trazer. Então, só vamos pedir ao próprio Criador que isto vai passar. Não, este carro também não dá para estragar mais. Ainda fica no lugar daquele carro que estragou. Porque viva a província é difícil. É difícil. Lua andar mà tin pha xin alu cả cà rồi bông, bữa để leva material, leva coi giá, anh đa run tú, vi a kỳ. Tạm bên cà rồi alu cả bữa viên xe tú đồ cà rồi antigo, muito antigo. Igual de rafi quatro rồi bữa để 30, 40 anos, né? Cà rồi già 30, 40 anos. Muito mais velho. Porque sempre trago. Você também gastar muito dinheiro, Aranza? Hoje sorte, mà tin bệt đi em đi, a dù đà. Bố được cái cao mà tin cái má. Mà tin đâu via kì, ta mình bỏ lúc làm. Nào ấy. Bố được cái mà tin bà đất xe lúc gà via kì. Có phải sao? Ba ba mama. Tôi được coi ra. Tờ ba nhú. Ra xa bị group. Đi vi đi bên. Tôi được coi ra, bố được ly gà mà tin. À cà bố sao đủ mà tin cả gà. Ok? Thời gian này đã tìm Huy Khánh là gọi là như là có một cái hạn đấy, chú ốm khởi đầu luôn này, xong Khánh là đến Khánh ốm này, xong đến lái xe ốm này, xong là đến bạn ca lột này, và xe nó ốm trước ca lột, xe là đang đi cháy luôn đấy. Bản thân Khánh là cũng đi trên đường là cũng gặp rất nhiều những cái xe là bị cháy rồi và cháy thành than luôn rồi, cũng gặp rất nhiều. Cũng trên trục đường U Cò này cũng gặp một con xe là cũng cháy luôn, không làm nào được, bởi vì mọi người chủ quan là trên xe mọi người không có bình cứu hỏa nên là không làm nào để dập tắt được, nên là số Khánh rất là may là có cái bình cứu hỏa trên xe nên là xịt được tạm thời, nên là nó chỉ cháy hết toàn bộ ở trên máy và nó hỏng hóc một số cái nữa, nó cháy các đồ nhựa đấy. Thì là Khánh sẽ sắp xếp thời gian là đi mua đồ. Và nói chung là giai đoạn này cái vận đen nó đến là nói chung là không làm nào được. Thôi là mình cứ khắc phục khó khăn. Thì Khánh muốn chia sẻ tâm sự qua với bà con một chút là như vậy, để bà con nắm được là Khánh mà may mắn mà nói chuyện bạn Jolly này hay là một bạn nào khác trong hôm nay và ngày mai là Khánh sẽ tìm xe đây. Và sẽ cố gắng nhờ các mối quan hệ để thuê được cái xe có thể đến đây. Bởi vì thực tế là bây giờ mà không đến đây thì công việc hàng ngày có sắp xếp cho bà con rồi, nhưng Khánh vẫn rất là lo lắng ấy, bởi vì thời gian mưa nó cấp tập rồi và mình còn bao nhiêu là việc mình cần phải làm ấy, nhưng đùng cái nó mọi thứ nó hỏng hóc như này, nó không làm nào được, mà xe phải phụ thuộc xe đấy, mà đi xe, thuê xe là cũng chưa chắc chắn là an toàn cơ, mà các bạn ấy nhiều khi cái xe các bạn ấy cũ là các bạn ấy không dám đi, nên là đấy là cái khó của Khánh, không phải là có tiền mà mình thuê được xe đi xuống bản đâu. Mà từ nhà xuống bản là 60 cây nên là các xe đời tống người ta, các bạn ấy là sợ hỏng ở giữa đường, là thuê xe quá tội đấy. Nên các bạn ấy chỉ chạy cái cung đường ngắn 1-2 cây thôi. Nên là những cái con xe này. Nên là hôm nay là bạn ấy là nhiệt tình lắm. Khánh bảo là thôi thì giúp Martin hôm nay để xuống để sắp xếp công việc cho mọi người. Có thể là nghỉ một vài hôm là mình không lên sóng được, cũng không phát các video về bản nàng được. Thì là mọi người cũng là thông cảm cho team với Khánh. Hơi khó khăn. Khánh cố gắng cùng với bà con cố gắng. Ok, ta bông đấy, mama. Aguarata đấy, mà tin say. Ta bông. Còn ngày hôm nay thì bà con đây, hôm nay giờ chiều tối thì tất cả mọi cái thì mọi người cũng đóng ở gần đây rồi. Chắc là hôm nay mà Khánh sửa xe xong thì mọi người cũng đóng được kín ở khu vực này và cũng sẽ chắc là cũng sẽ lật được hết tất cả các gạch lên và chuẩn bị là khi mà Khánh xuống thì là mọi người lại tiếp tục công việc. Nhưng cũng hy vọng nếu mà mọi người theo dõi kênh thì là cũng gọi là mong là Duy Khánh là may mắn là có thể là thuê được cái xe nó hợp lý thì để Khánh xuống bản để hỗ trợ bà con để công việc nó chạy việc ấy,
Chứ còn mình ở nhà hay đi sửa xe, mình đang hàng ngày mình xuống bán thì nó thẳng ra là mình cũng không yên tâm ấy, không yên tâm một chút nào cả. Ok bà ba. Chào bà ba. Mà tí say. Phi cà bê nhé, mà tí nó sai về ama nha, vi no vi. Ok mà. Cà bê. Sí, ya fin. Sí. Mà. Cà bê. Cà bê. Casa até aqui muito longe. Buồn ơi là buồn. Thế mọi người cứ xe này. Xe giáp về 4 này này. Nói thì thôi mà hôm nay mà không có con xe này nó chở gánh với chú xuống bán thì cũng là rất là buồn luôn đấy. May cái xe này giờ là chỉ đi thôi, quành cũng là khó, quành nó kêu như công lông luôn, ở trong thì nó cũng rách hết rồi. Các xe khác mà ví dụ mà Khánh có thuê được thì nó cũng giống cái tình trạng cái con xe này thôi, nó không khá hơn được. Nên là hy vọng là bạn Jolie thì đã để hôm nay Khánh về, Khánh cũng nói chuyện với bạn đấy, thì hy vọng rằng là bạn ấy sẽ cố gắng là giúp mình trong thời gian mấy hôm. Nhưng bạn ấy bảo là hôm trước này sáng nay nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy bảo là chỉ giúp Khánh buổi sáng ngày hôm nay thôi, thì tí trên đường về được Khánh xem là có nịnh bạn đấy hay là như thế nào để cho bạn ấy giúp mình, thì Khánh cũng chia sẻ cho bà con, cũng gọi bạn ấy vào để cho bạn ấy cũng nghe được cái câu chuyện đấy. À, mình cũng thiệt hại kinh tế đấy chứ cũng không sung sướng gì ấy. Nói chung là đều cái hoàn cảnh cũng mất mát, nên là mong là bạn ấy cũng gọi là hỗ trợ. Một tí tí qua ra bên nhá tiêu. Công việc còn thừa ít vữa để Khánh trước khi về là Khánh cho các em ấy là đóng nốt cái gạch này. Chắc đóng được mấy chục viên để mình kè đường mái. Còn bây giờ thì bà con thì là dọn dẹp rồi, mọi người nhà nào về nhà đấy thì là cơm nước. Ở đây có mấy bao cát đây này. Đợt này là Khánh lại thay hết cát cho bà con. Thế trước khi về lại nhìn thấy hôm trước cũng có dặn mọi người là thôi thì cũng thời gian lâu rồi thì mọi người cho cái cát này ra, là Khánh mang cát mới xuống với cả các bao cát ở kia. Là đợt này là ngày xưa ấy, ở trong đây là chỉ có đá với cả cát thôi, đá cát lưới thôi. Thì đợt này là khi mà rửa bể sạch sẽ và cho đá vào, xong là Khánh sẽ cho lưới mới cho than hoa vào và sẽ cho lớp cát mới. Thì là hy vọng rằng là nước bể nó sẽ ra được nước sạch ngon hơn. Ngày xưa là lúc Khánh làm cái bể này là Khánh không cho than hoa, nhưng bây giờ là cho than hoa vào. Ôi, nói chuyện bà con xong mà buồn quá các bác ơi, mọi người ơi. Nghĩ cái viễn cảnh mà mình không xuống bán nữa, nghĩ nó cái cảm giác nó cứ kiểu gì ạ. Nó mình không kiểu như là mất hết cảm xúc rồi. Có nói chuyện với mọi người thì nó cũng kiểu như là đầu nó cứ ở đâu đâu. Thực sự rất là buồn luôn đấy. Thực sự rất là may luôn đấy. Buồn nếu có may, Khánh nghĩ đến cái xe mà Khánh với chú mà không đúng là không dập nhanh. Lúc ấy vào dập là còn cứ sợ lổ cơ. Và mình cũng chưa trải qua bao giờ. Bình thường ra ngày xưa lúc có chạy trên đường nhìn thấy những cái xe nó cháy thì thấy mọi người toàn phải bảo nhau tránh xa, sợ nó lổ mình xăng. Thấy nó cứ bùng nữa lên. Thôi, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp. Thì là mọi người theo dõi video thì là ủng hộ team Y Khánh nhá. Cho Y Khánh một lần like, một lần share và một lần đăng ký kênh để cổ vũ tinh thần team Y Khánh có sức khỏe để đồng hành cùng với Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bà con làm sao mà
có cái nhà, cái cửa và tất cả mọi cái công việc thời gian sắp tới nó sẽ tốt đẹp. Còn bây giờ thì là cũng muộn rồi. Khánh gọi là buồn buồn thì nó cứ tha thẩn. Không biết nói gì nữa. Thôi Khánh xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá. Xin chào. Ti guarda. Sì. Lo vuoi comprare 20 litri? Va bene. Ok? Sì. Poi si compra tutto gasosa. Va bene. Tutto papà mamma. Va bene. Ok? Obrigado. Sì. Compra su mua. Va bene. Sì. Va bene. Ma ti fai? Obrigado, sì. Andare bene. Ma ti sacca la telefono. Va bene, devo liga. Tutto di liga. Va bene. Ciao. Ok. Yeah. Fica bem, faz bem. Ok. Ok? Sim. Vai. Nero! Không biết xe mình bị làm sao. Đang đi bị cháy. Olha, põe mais coisa. É o calçado da minha. Olha, põe mais coisa. Vamos. Acabou? Acabou. Vai, serve, cháy này. Chết tôi không.